Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật được những mô hình cây trồng tại miền Tây ha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một cái mô hình là trồng me mà để lấy lá ha. Thì gần đây cũng có rất là nhiều bạn là nhắn tin hỏi mình á, là em có một số miếng đất cũng hơi xấu nhưng mà em không biết trồng cái loại cây gì mà để mà ít vốn mà có thể mà có thêm cái thu nhập. Thì đây là một cái mô hình trồng me lấy lá ha, thì các bạn cũng có thể là tham khảo và các bạn trồng ha. Và vốn là cực thấp luôn ha nha mọi người. Và cái loại cây này là chúng ta không cần phải là bón phân xịt dưỡng gì hết, nói chung là không có xịt sâu gì hết nha mọi người ha, rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ việc là lấy cái hạt giống me của mình, các bạn me gì cũng được hết, và các bạn trồng theo hàng như ở đây thì các bạn cũng có thể là thấy được ha. Thì cứ một hàng như vậy các bạn, thì các bạn cứ rải là 5-10 hộp gì đó, cứ chúng ta rải đều cho hết mà cuối hàng thôi, và về khoảng cách đó thì là một mét cho một hàng nha mọi người ha, cứ là một mét là cho một hàng. Và ở đây thì các bạn cứ việc là tưới nước đều thôi là được. Và các bạn trồng như thế này thì khoảng đâu là 2-3 tháng là các bạn có thể là bạn thu hoạch cái lá me rồi nha mọi người ha. Vào những cái tháng mưa thì cái lá me thì có thể là nó rẻ nha mọi người ha, nó khoảng đâu là 7-8 ngàn thôi, nhưng mà những cái mùa nắng các bạn thì nó có thể là từ 20-30 ngàn cho 1 kg lá me nha mọi người ha. Tại vì lá me thì nó cũng có cái nhu cầu của các bạn cũng rất là cao vào những cái tháng nắng ha. Còn những cái tháng mưa thì ở miền Tây thì nhiều, nhưng mà ở Sài Gòn thì cũng ít nha các bạn. Về kỹ thuật các bạn thì ở đây thì chúng ta chỉ việc là tưới nước đều thôi, và chúng ta cắt tỉa lại thôi. Còn hàng khách hàng thì cứ việc là cứ là 1 mét hoặc là 1 mét rưỡi cho một hàng, như thế là đơn giản. Và phân phương ở đây thì nếu như là các bạn mà muốn mà cho nó nhanh phát triển á, thì các bạn cứ việc là bón cái phân, những dòng phân mà đạm thấp là cũng được rồi nha mọi người ha. Chúng ta không cần phải sử dụng những cái dòng phân cao cấp như là 20-15 đâu, tại vì cái lá me ở trên thị trường thì nó cũng khoảng tầm như hồi nãy mình giới thiệu, cao nhất thì cũng khoảng đâu là 30 ngàn thôi đó. Hiện nay giới thiệu cho mọi người cái mô hình trồng lá me mà lấy lá này ha. Thì cái điểm hay của cái cây me này các bạn là nó chịu được là cái đất mà nó thấp nha mọi người ha, và thậm chí là đất cao thì nó cũng vẫn chịu được, và đất xấu gồ ghề thì nó cũng chịu được ha. Đó, ở đây thì mô hình mình đang quay ở miền Tây nha mọi người. Còn những bạn mà ở miền ngoài thì mình cũng chưa có thực chiến đối với cái loại cây này, đối với những đất đỏ Ba Gian nữa, nhưng mà ở đây thì chỉ quay cho những bạn ở khu vực miền Tây, miền Đông này nọ thì các bạn có thể là trồng được ha. Thì các bạn có thể xem được cái mô hình này. Thì tưới nước á, thì cái này thì nó cần cái lượng nước nhiều nha các bạn ha, để mà nó ra lá đó thì chúng ta là nên tưới nước là 2 ngày là một lần nha mọi người ha. Nói chung là 2 ngày tưới một lần cũng được rồi, nhưng mà mỗi lần á, thì chúng ta là tưới đều nha các bạn ha, tưới cho nó ướt đẫm luôn đó. Ở đây thì mọi người cũng có thể là thấy được là dây cột này nọ thì cũng để là tưới nước ha. Lá me non cỡ này là chúng ta có thể là hái bán nha mọi người. Chúng ta càng tuốt á, thì nó càng ra cái lá non, thì do đó thì nó cần cái lượng nước nhiều. Về phần kỹ thuật ở trên cái loại cây này thì mình nói là cơ bản thôi, là chứ là không có kỹ thuật gì nhiều đâu. Ví dụ như mình xịt sâu thì mình mua thuốc sâu mình xịt sơ sơ qua thôi, chứ thực chất á, thì cái lá me này thì bán ra thì nó cũng không có nhiều tiền mấy, tại vì nó cũng đơn giản nha các bạn ha. Nó quay cho các bạn xem thôi, kiểu như là những bạn nào mà đất nó xấu á, thì các bạn có thể là áp dụng nha. Rồi hôm nay chia sẻ cho mọi người nhanh một cái mô hình trồng lá me lấy lá ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh, thời gian tới sẽ cập nhật cho các bạn nhiều cái mô hình khác nữa nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.